nghiệp để làm sao chúng ta chăm sóc và cho tại vì nó có thể là nó dấu hiệu, nó báo hiệu cho mình đó là những cái bệnh, đôi khi nó có thể là những cái bệnh nhẹ thôi, ví dụ như là viêm kết mạc, có thể là cần thị vị thị gì đó vân vân, nhưng mà nó có thể nhiều khi là bệnh nặng, ví dụ như là loét giác mạc, glaucoma cường nước hay là bọc mạc tiểu đường, và những cái bệnh đó thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề lên mắt, mà nếu mình không điều trị kịp thời thì là nó sẽ gây ra cái hậu quả rất là nguy hiểm. Đừng có cố gắng, đừng có lại stress quá. Hay là làm việc thì sẽ có cái nguyên tắc là người ta kêu là nguyên tắc 20-20-20. Có nghĩa là khi mà mình làm trong vòng khoảng 20 phút thì là mình sẽ nghỉ 20 giây và mình nhìn ra xa 20 feet là khoảng có chừng 5 mét đó. Thì khi đó nó sẽ là thả lỏng cái điều tiết của mình, thì mắt nó đỡ mệt. Cần thiết cho cái hoạt động của mình thì đó, trong những cái rau màu đậm màu như rau bó xôi, rau cảo, cải, rau muống này kia đó, cái đó. Còn về chế biến thực phẩm thì nó thuộc về bên dinh dưỡng là nhiều, nhưng mà đương nhiên là mình cũng biết cái nguyên tắc là mình đừng có nấu chín quá thì nó sẽ mất hết vitamin. Những cái thực phẩm bổ sung thì nếu có điều kiện cũng có thể thêm, tức là những cái thực phẩm chức năng mà những cái hoặc là của những cái hãng uy tín ha, với cái liều đủ và có những cái khoản nghỉ theo cái khuyến cáo của cái hãng đó.